với diện tích tới 1,7 hectare, trong đó có hàng trăm cá thể các loài động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm ưu tiên bảo vệ được nuôi nhốt tại đây như chim cổ rắn, hạc cổ trắng, già đẫy Java, rùa cua đinh, vẹt ngực đỏ, khiếu đầu trắng. Ngoài ra khoảng 500 cá thể chim có giá trị cao như giang sen, diệc sáng, diệc lửa cũng góp mặt trong khu vườn này. Không chỉ nuôi nhốt, chủ vườn còn tổ chức bán vé cho du khách tham quan. Đây là hai cá thể gà tiền mặt đỏ, là loài động vật hoang dã quý hiếm, được phát hiện đang nuôi nhốt tại vườn chim miền Tây. Và theo quy định thì đối với tất cả những cái loài động vật hoang dã quý hiếm như gà tiền mặt đỏ này thì đều nghiêm cấm bảo tồn và nuôi nhốt dưới mọi hình thức. Theo khoản C điều 244 Bộ luật hình sự, người nào săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển buôn bán trái phép động vật nguy cấp quý hiếm nhóm 1B hoặc thuộc phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tuy nhiên là điều lạ là vườn chim này hoạt động đã nhiều năm nay mà lực lượng chức năng tại Cần Thơ không hề hay biết.